chào các bác nhé. Hôm nay em lại lên một con đờ lông AVR3313. Này đời khá là cao, giải mã DTS HD 3D 4K đầy đủ hết ạ. Máy rất là đẹp này, không có vết xước sát gì cả, máy nguyên zin 100%. Hàng em về từ Nhật các bác nhé. Đây cửa ben sang trọng này, setup các thứ là ở trên mặt máy được hết. Ngoài ra thì con này về thì sẽ bị thiếu, bị thất lạc mất đồ, em phải mua cái khiển khác em thay vào. Khiển này là khiển của đời máy sau, nhưng mà setup đầy đủ thứ bình thường các bác nhé, setup bình thường hết, không có thiếu gì cả. Những cái đời máy đề cao này thì setup thì các bác sẽ bấm nó sẽ hiển thị trên màn hình TV. Đấy, bấm là TV này. Các bác kết nối HDMI là chỉnh ở trên TV thì nhìn nó sẽ dễ hơn. Còn ở dưới mặt máy này thì nó chỉ có một dòng thôi, hiển thị một dòng hai dòng thôi thì nhìn nó sẽ khó. Các bác cắm lên TV các bác chỉnh nó dễ và nó nhìn nó bao quát. Máy thì em đã cài đặt cơ bản hết rồi, không có gì cài đặt cơ bản hết để các bác về dùng được luôn. Con máy này công suất cũng khá ok đấy, 165W một kênh nhân 7, giải mã DAC đường cấp quang vào là 24 bit. Âm thanh nghe rất hay các bác, máy cũng rất là đẹp, chỉ có mỗi cái khiển thôi, nó không có gì khác nữa. Con này của nó full phụ kiện của nó thì nó sẽ có cái đĩa để gọi là thanh quyển catalog và cái mix setup thôi. Mix setup thì bác nào thích thì chắc em tặng một cái, chắc là em hình như em vẫn còn đấy. Mix setup. Đây là em test file DTS HD này, master audio này, đang xem phim này. Đây em mở ruột. Ruột gan của những đời máy này rất là đẹp đó nhé, vì nó phản máy đời mới gần đây ạ. Cũng một dàn sò ở đây hết này. Dàn sò đấy 14 sò. Rất là đẹp. Lắp lưng đẹp nhé, không có gì hết. Rất đẹp ạ. Em xem sau. Đây phía sau thì cũng tương tự như các đời máy khác thôi. Máy HD khác thôi, nó cũng xem như thế hết. Đấy, con này thì thêm được cái phông ngoài ở trên này. Cái phông ngoài không hay này là những cái là hai cái loa phông, nó chỉ cỡ khoảng 15W. Nó treo ở phía trước trên loa phông chính. Các bác cần thì có thể tra cái sơ đồ đấu của loa của âm ly này ở trên mạng, nó sẽ có rất là nhiều. Nó hai cái phông này nó chỉ có khoảng 15-20W thôi nhá. Nó là cái loa phụ bổ trợ cho loa phông chính này. Center này, surround back này. Cổng HDMI thì đời này nó sẽ nhiều, 26 cổng HDMI. Đường ra là 3 đường. Đấy, đường network này, coaxial này, cáp quang này. Đấy, các cổng AUX này. Dây out của nó này, dây out đầy đủ. Đấy, dây out. Cái này dùng để giải mã, nhiều bác chơi âm ly stair nghe nhạc bên ngoài ấy, thì các bác cần những cái âm ly này để giải mã. Thì các bác sẽ lấy cái đường cắm cáp quang ở đây, lấy cái đường phông này ra cho âm ly nghe nhạc bình thường, âm ly stair nghe bình thường các bác nghe. Nhiều người sẽ chơi như thế, tức là người ta cần cái âm ly này để giải mã, không phát nhạc trực tiếp đấy. Đấy, thì các bác sẽ dùng được này, hoặc là các bác, một số bác ở quán cà phê hoặc là những phòng chiếu phim ấy, là sẽ cần cái đường dây out ra này để cắm vào cục power đánh vào những cái loa công suất lớn ở trong phòng chiếu phim.
thì cái âm ly này lúc đó chỉ còn chức năng là giải mã thôi, còn đường này ra là sẽ cắm vào cục power để đẩy ra công suất lớn hết. Các cổng kết nối tương tự như các cái khác à, đấy. Đây, máy này thì sản xuất 2012. Công suất tiêu thụ điện 670W, điện áp 100V. Nhiều bác cứ hay hỏi là kết nối Bluetooth nhá, thì đây những cái cổng AUX này vào này, thì các bác mua cục Bluetooth cắm vào đây là xong thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Còn thích nữa thì có thể cấy vào trong bên trong máy cũng được. Cái đấy phải kỹ thuật là cao để mang ra thợ làm. Cổng network này thì cũng giống như các đời máy khác thôi, là các bác cũng kết nối với wifi và với router, chơi AirPlay từ máy tính hoặc điện thoại sang nhá. Thì cái đấy thì các bác cài thêm cái ứng dụng, còn từ máy tính sang thì không cần cài ứng dụng, nó máy nó tự nhận. Máy đẹp hết các bác nhá. Rất đẹp, mà máy chỉ có khiển thôi. Em cài đặt cơ bản hết rồi, các bác về dùng được luôn thôi, không có gì cả. Những cái thông tin cụ thể thì em sẽ để phần mô tả nhé, để phần mô tả các bác đọc cho em. Còn ai cần hỏi thì cứ đặt inbox cho em, hoặc là đẩy bình luận em sẽ giải thích ạ. Cần thiết nữa thì add Zalo 0919386767. Hoặc là gọi điện trực tiếp em trả lời hết ạ. Các bác đăng ký kênh theo dõi kênh của em để em cập nhật sản phẩm hàng ngày các bác nhé. Ok, cảm ơn các bác.